Có lý do gì mà chúng ta không dành cho anh Thắng những cái con số 68 may mắn đấy ạ? Vâng, toàn bộ chúng ta hiện nay là có 40 thành viên ở trong phòng gym của chúng ta. Và về phần tôi thì cũng xin đầu tiên xin chúc tất cả các quý vị trong phòng Zoom có một sức khỏe tốt nhất và có một năng lượng để chúng ta cùng giao lưu. Ở đây thì kể cả những người là speaker, kể cả anh Thắng và kể cả chuyên gia, không phải là đến đây để làm cái gì nó to tát, mà đây là chúng ta giao lưu về vấn đề sức khỏe, làm thế nào để chúng ta tìm phương pháp ấy để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Thưa quý vị, về phần tôi thì anh Thắng cũng vừa giới thiệu rồi. Thì năm nay thì cũng tương đối nhiều tuổi rồi, 70 hơn 70 tuổi rồi, và chuẩn bị là về ở cái tuổi gọi là không làm được cái gì nữa theo như thông thường. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại vẫn lên phòng Zoom giao lưu với các vị? Bởi vì tôi rất yêu những cái sản phẩm về bảo vệ sức khỏe, đặc biệt những sản phẩm về thảo dược. Và tôi đã công tác trong cái ngành này đã 18 năm. 18 năm nay thì tôi cũng chuyên môn đi đào tạo và cũng rất là vinh dự là được đi đào tạo ở gần hơn 30 quốc gia trên thế giới rồi. Đến 19-20 này thì tôi lại đi đào tạo bên Nhật là 5 ngày nữa. Đấy, cho nên là cũng cứ đi liên tục như thế. Tháng 8 là tôi cũng đi 2 nước rồi, tháng 8 vừa rồi đấy ạ. Và tôi cũng rất là vui là khi mình đã tiếp thu được những cái tinh hoa của những cái sản phẩm ở trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam nói riêng. Và ít nhiều thì cũng đi trước quý vị một chút và cũng dùng những sản phẩm rất nhiều, những cái sản phẩm khác nhau, và nó mang đến hiệu quả rất là tốt. Đối với lại bản thân ấy, thì cũng hiện nay đang giữ những cái cương vị rất là quan trọng trong cái ngành bảo vệ sức khỏe của Việt Nam. Đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục chăm sóc sức khỏe thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên gia cố vấn của tạp chí Sức khỏe Việt. Một cái nhiệm vụ có thể nói rằng là chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng rất là nặng nề. Trong cái thời dịch Covid đấy, thì bản thân tôi coi như hầu như không ngày nào được nghỉ, đi suốt với lại các công ty, đi suốt với các địa phương để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, làm thế nào để cho chúng ta có một sức khỏe tốt nhất, chống chọi lại cái bệnh tật Covid-19 mà đã trải qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề chính của chúng ta. Thứ nhất đấy là đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì sức khỏe người ta định nghĩa không đơn giản là không thương tật và bệnh tật. Đấy, tức là người ta nói gọi là người khỏe không đồng nghĩa với việc là không thương tật và bệnh tật. Như vậy nó chưa đủ. Đấy là định nghĩa của những thời gian trước thôi. Còn bây giờ thì người ta định nghĩa có 3 yếu tố quan trọng nhất. Đó là sức khỏe về thể chất. Về thể chất có nghĩa là về cơ thể chúng ta như thế nào, chúng ta phải bảo đảm như thế nào để cơ thể chúng ta cân đối. Ví dụ như người mà sinh ra với cái trọng lượng 40 cân, 50 cân, nhưng mà sau đó thì ăn uống không điều độ, cái sự chuyển hóa trong cơ thể không tốt, nó lại nặng đến 7, 80 cân, như vậy trở thành béo phì, thì cái đó là không phải là thể chất tốt. Nghĩa là chúng ta là cân đối, cơ thể chúng ta cân đối, bắp thịt nở nang rắn chắc. Đây, thì đấy là về cơ thể. Vậy muốn cơ thể chúng ta tốt thì chúng ta có nhiều yếu tố, đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng, tức là chúng ta sinh hoạt ăn uống hàng ngày, thứ hai là chúng ta tập thể dục, và thứ ba là chúng ta sử dụng những sản phẩm mà bằng công nghệ cao, ví dụ như sản phẩm của công ty chúng ta đây ạ, và cũng là sản phẩm của công nghệ cao. Thì đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là khỏe về tinh thần. Không biết là các bác anh chị ở đây có ngày nào mà chúng ta cười đến 50 lần không ạ? Cười cứ cười là tốt rồi, đấy là tinh thần đấy ạ. Mặc dù trong xã hội chúng ta đâu đó thì có rất nhiều những cái yếu tố mặt trái và mặt phải của xã hội. Đồng tiền cũng thế thôi, cái gì cũng thế, có mặt trái mặt phải của nó. Nhưng mà cái tiêu cực ở trong xã hội chúng ta thì nó có, nhưng mà nó chỉ là thiểu số thôi. Chúng ta không việc gì phải buồn cả. Có những người tức là đưa vào đó chúng ta quá nhiều những thứ mà làm cho cái hệ thần kinh chúng ta hoạt động là không tốt. Hệ thần kinh chúng ta nó giống như là một cái thư viện, giống như là một cái kho đấy ạ. Nếu chúng ta quá nhiều những cái thứ mà đặc biệt những thứ ấy mà nó không lành mạnh ấy, đưa vào trong cơ thể chúng ta, trong đầu chúng ta ấy, thì chúng ta bị rối loạn về hệ thần kinh, không điều khiển được. Mà hệ thần kinh này rất là quan trọng đối với cơ thể con người, đúng không ạ? Vậy thì những cái gì mà không cần thiết thì chúng ta bỏ đi. Có những người xem cái trận đá bóng của Anh chẳng hạn, một cái cầu thủ nào bị phạm lỗi không đáng có mà chúng ta thức cả đêm, bực cả đêm. Như vậy là chúng ta không cần thiết như thế, và bỏ qua những thứ đấy đi mà chúng ta lo về cái cuộc sống mưu sinh của mình. chúng ta hãy vui tươi với lại cái trạng thái tâm thái của mình để những khác đều là vui tươi. Thì đấy là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe về cộng đồng. Có nghĩa là khi khỏe cộng đồng như thế nào? Một người rất là khỏe mạnh, không bao giờ ốm đau, không bao giờ đi bệnh viện cả, tiền thì vô kể nhiều, nhưng mà không bao giờ đi họp dân phố, không bao giờ đi họp phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên vân vân, và đặc biệt không bao giờ vào Zoom hay là tham gia các chương trình như thế này. Thì đấy là thiếu một yếu tố về tinh thần, về xã hội. Nghĩa là trong một cái không gian bao trùm, có thể nói là hoàn toàn thế giới, nhưng mà chúng ta cách biệt ra thì có nghĩa chúng ta thiếu một yếu tố. Cho nên đấy, gia đình văn hóa mới sau này sẽ được cải tiến lại, tức là phải ba yếu tố đó, chứ không phải không đánh nhau, không cãi nhau là chúng ta cấp được cái là gia đình văn hóa đâu. Chúng ta không vào, không đi sinh hoạt, không tiếp xúc với cộng đồng, không rèn luyện thân thể, tất cả những cái đó nó nằm ở trong cái quy chế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Vậy thì để bảo đảm sức khỏe thì chúng ta cần phải những yếu tố gì? Ở đây thì chúng ta hơi lẫn lộn một chút đấy ạ. Vâng, hơi lẫn lộn rất là nhiều, nhiều người là lẫn lộn ở chỗ này này. Tức là chúng ta cứ giao toàn bộ tính mạng cho chúng ta cho bệnh viện, và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta lúc nào cũng khỏe, mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta cần phải đề phòng những cái sức khỏe chúng ta suy sụp. Người ta có câu nói ngày xưa đấy, dậu đổ bìm leo. Khi cơ thể chúng ta đã giảm cái hệ miễn dịch đi rồi ấy, thì bệnh tật bắt đầu nó sinh ra. Vậy thì chúng ta làm thế nào để bảo vệ sức khỏe? Thì chúng ta có ba cái yếu tố, bốn cái yếu tố để chúng ta bảo vệ sức khỏe chúng ta. Cái thứ nhất là chúng ta ăn uống hàng ngày, đúng không? Theo tháp dinh dưỡng. Ngày xưa chúng ta ăn gì á? Ăn no mặc đủ. Ví dụ thời của tôi với lại các bác cao tuổi trong phòng Zoom đấy ạ, là chúng ta là ngày xưa cứ làm thế nào mà khoai sắn cũng được, miễn là no. Đấy, miễn là no. Và mặc thì trời rét đấy là đánh mặc rất là nhiều áo vào, áo vá thì bên trong, còn cái áo nào là ít vụn vá thì mặc bên ngoài. Đấy, thời của chúng tôi thì như thế đấy ạ. Tức là ngày xưa. Nhưng mà thời kỳ chúng ta tiến lên là ăn ngon mặc đẹp, đúng không? Chúng ta có những bộ áo cánh rất là tuyệt vời, có bộ com lê, những bộ váy hoa, tà áo dài rất là đẹp. Rồi chúng ta ăn ngon, đúng không? Thì cái đấy chưa đủ, đến bây giờ chúng ta phải thay đổi đi, tức là chúng ta phải ăn theo dinh dưỡng và mặc theo thời trang. Ăn theo dinh dưỡng có nghĩa là chúng ta bổ sung những cái chất gì tinh túy nhất vào cơ thể chúng ta, để làm thế nào cơ thể chúng ta được chuyển hóa một cách tốt nhất, làm cho cơ thể chúng ta cân đối, không sinh ra bệnh tật và các tế bào không bị bỏ đói. Và mặt thì thế nào ạ? Tôi cam đoan rằng buổi hôm nay có một cái đám cưới ở đầu xóm, mà một chị rất là đẹp, mặc cái áo tà áo dài rất là đẹp mới mua, nhưng mà cuối tháng mà có một đám cưới cũng ở cái xóm đó, tôi cam đoan là chị đó không bao giờ mặc cái váy nữa, sẽ mặc cái váy khác. Mặc dù cái váy đó mới có mặc có một lần thôi, nhưng không mặc lần thứ hai, có thể để mấy tháng nữa mới mặc. Đây, để người ta không nhận biết ra. Như vậy đó là mặc theo thời trang, đúng không? Mặc theo trang chứ không phải là mặc theo đẹp nữa. Cái váy rất là đẹp rồi, nhưng tại sao không mặc hai đám cưới liền? Người ta phải để cách ra. Có nghĩa là đó là tâm lý của con người chúng ta về vẻ đẹp. Vậy thì đấy là bốn yếu tố của chúng ta. Cái nhầm lẫn mà tôi muốn nói ở chỗ này đấy, đó là chúng ta cứ dùng thuốc Tây. Khi chúng ta chưa ốm đau thì chúng ta coi thường bệnh tật của chúng ta. Mà cái sản phẩm từ trước đến nay chúng ta dùng ấy, đó là bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ có nghĩa là chưa ốm đau thì chúng ta đã dùng rồi. Thì đấy mới là bảo vệ sức khỏe, đúng không? Chứ bảo vệ sức khỏe không có nghĩa là chúng ta là nằm rên ở giường rồi, cáng đến nơi rồi, coi ủ đến nơi rồi, chúng ta lúc đấy mới bảo vệ thì không bảo vệ được nữa. Lúc đó phải mổ xẻ, lúc đó phải nhiều vấn đề vân vân mây mây, đúng không? Thậm chí là tùng tùng các cắc. Cái đó là đương nhiên rồi, đúng không? Vì chúng ta chủ quan. Vì vậy những cái chương trình như thế này, tôi hy vọng rằng các bác anh chị chúng ta hãy tham gia nhiệt tình và mời bạn bè vào phòng Zoom thật nhiều. Đó là cái phúc của chúng ta, giúp cho những người đó có những cái tâm lý, những cái hoạt động một cách tốt nhất với cộng đồng của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái chương trình của chúng ta hôm nay. Vừa rồi thì tôi nói về sức khỏe thôi. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng với bản thân tôi thì cũng hoạt động cái chương trình này khoảng là 18 năm như tôi nói lúc nãy đấy ạ. Nhưng mà cách đây tức là chính thức là ngày 20 tháng 7 vừa rồi là tôi chính thức là muốn nói một cách tức là kiểu là bụi bặm là rửa tay gác kiếm. tức là không lên phòng Zoom mà cũng không tham gia vào những cái chương trình như thế này nữa, bởi vì thực ra tuổi cũng tương đối là cao rồi, sức khỏe thì vẫn còn, thế nhưng mà mình hoạt động cũng quá lâu rồi, con cháu thì cũng mong mỏi mình ở nhà để làm thế nào ấy là vui cửa vui nhà. Thế nhưng mà cái sản phẩm này, khi tôi nói đến đấy, cái sản phẩm này cũng bật mí với các vị là tôi đã từng tham gia cái tế bào gốc thực vật này là cách đây 4-5 năm rồi. Một cái chương trình cũng có nhưng mà nó chưa đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ nghe thấy cái chương trình này, bởi vì bản thân tôi đã sử dụng rồi, cách đây nhiều năm rồi, và tôi cũng đã giúp được rất nhiều người là sử dụng cái sản phẩm này. Tuy nhiên đấy, chúng ta cũng có những cái vấn đề để chúng ta đề cập lại tại sao bây giờ cái sản phẩm này lại quay lại với chúng ta, bởi vì chúng ta làm chuẩn chỉ tốt hơn, và tôi lại tình nguyện đấy, tức là lại mài kiếm và chúng sẽ đồng hành với các quý vị. Và tôi cũng chỉ là mới tham gia vào thôi, nhưng mà khi mà tôi đến đấy thì có anh Thắng đây, thì tôi vào luôn đấy là 6 cái đơn hàng, mà mỗi một đơn hàng 1.000 đô. Vâng, để tôi hỗ trợ, bởi vì trong gia đình tôi cũng có người, có cháu là nó bị ung thư, nó bị thương. Vì vậy tôi không cần phải tìm nó lâu. Hôm đó là ngày 31 tháng 8, và tôi ngồi vào đấy đến khoảng 7 rưỡi, tôi vào hết đơn hàng, và anh Thắng là chuyển khoản cho tôi đầy đủ là gần 100 triệu, và tôi đã vào đơn hàng này. Nếu như một người am hiểu về sản phẩm ít nhất đấy là cũng có gần 20 năm, tôi đã hiểu quá về cái sản phẩm này rồi, và tôi khẳng định với các quý vị rằng ấy, với 170 cái bằng sáng chế và 170 cái giấy chứng nhận của các quốc gia trên thế giới, thì chúng ta vượt tất cả các công ty khác, vượt tất cả các sản phẩm khác. Ở hiện nay thì chúng ta thấy có 2 cái tồn tại, tức là 2 cái hiện diện ở trên cộng đồng mạng ta đang xôn xao, đó là tế bào thực vật, gốc thực vật, và tế bào gốc động vật. Thế thì lúc nãy là speaker của chúng ta đã chia sẻ rồi, đối với tế bào động vật cũng rất là tốt thôi, nhưng ở đấy nó có rất nhiều yếu tố, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái tế bào đó. Nhưng mà thực vật của chúng ta thì lại hoàn toàn là yên tâm, nó không có những yếu tố ngoại lai, và nó hoàn toàn đấy, tức là bảo đảm chất lượng cho chúng ta. Đấy là nghiên cứu khoa học nha, chứ không phải là tôi sáng tác ra đâu. Cho nên tôi cũng giao lưu với các vị như thế. Thế thì lúc sáng nay tôi vào phòng Zoom thì tôi thấy rằng là có một số câu hỏi, đặc biệt là có 2-3 câu hỏi nói về vấn đề cái sản phẩm của chúng ta có hỗ trợ được về vấn đề ung thư không, có hỗ trợ về những cái khối u không. Thì ở đây trên cái slide cũng nói rõ ràng rồi, nó có 5 cái tác dụng chủ yếu của nó, nhưng hôm nay tôi xoáy về cái vấn đề ung thư, về vấn đề u siêu biếu, đúng không ạ? Đối với tại sao mà chúng ta hỏi là tại sao chúng ta lại có u siêu biếu, tại sao chúng ta lại sinh ra ung thư, đó là chúng ta tập hợp rất nhiều những cái yếu tố của những gốc tự do, mà gốc tự do nó phá vỡ tất cả các cơ cấu ở trong các tế bào của chúng ta. Nó làm cho các tế bào chúng ta luôn luôn cô đơn, nghĩa là cái gốc tự do nó làm cho cơ thể chúng ta cái sự chuyển hóa không tốt, và cái tế bào của chúng ta bị rối loạn. Và từ đó thì nó tích tụ lại và nó thành cái u, cái nhọt. Mà chúng ta biết rằng là trong cơ thể chúng ta thì có rất nhiều những cái yếu tố để tăng cường hệ miễn dịch, tức là sức đề kháng. Nhưng mà khi nó quá nhiều rồi ấy, thì cái bạch cầu của chúng ta và cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta sẽ không đủ chống chọi lại nó. Thế là nó trở thành những khối u. Và khối u của nó thì có thể là lành tính, có thể là ác tính. Rất là chia buồn những người nào mà ở cái dạng là ác tính. Và còn lành tính chúng ta không đề cập đến ở trong vấn đề này. Vậy thì ác tính ấy, là chúng ta phải xử lý thế nào? Có 2 phương pháp xử lý. Một là chúng ta phải mổ để gì ạ? Để cắt cái tế bào ung thư đó đi. Nhưng mà các vị cứ tưởng tượng này, là trong cơ thể chúng ta mạch máu và các tế bào nó di chuyển rất là, đặc biệt là mạch máu chúng ta nó di chuyển rất là nhanh, và cái tính di truyền của nó, cái tính lan tỏa của nó rất là cao. Vì vậy những cái tác nhân mà nó đi theo cái đường máu của chúng ta, nó thấm vào các tế bào bên cạnh, ở trong các bệnh viện chúng ta. Và khi chúng ta cắt một cái tế bào chính đi, giống như chúng ta cắt một cái cây, đào một cái gốc cây đi, thì những cái rễ, các vị thấy nó có lên mầm không ạ? Nó lên mầm đấy ạ. Các rễ của nó là lên mầm. Và ở trong cơ thể chúng ta thì nếu chúng ta cắt một cái tế bào ung thư lớn đi, thì các tế bào nhỏ bắt đầu nó phát sinh ra, nó lên mầm. giống như là cái cây của chúng ta. Ở ngoài đời thì chúng ta cứ ví vào trong cơ thể cho nó dễ đi. Người ta gọi cái đó là di căn, đúng không? Còn những người nào ấy, ngày xưa thì chúng ta mổ banh, bây giờ chúng ta nội soi thì đôi khi là cũng đỡ tốn kém hơn. Còn người nào ấy mà sợ đau thì chúng ta làm gì ạ? Tia xạ và chuyển hóa chất. Để làm gì? Tia xạ và chuyển hóa chất để là tiêu diệt cái tế bào ung thư đi, tiêu diệt cái tế bào lạ đi, hỗ trợ cho hệ bạch cầu để tiêu diệt những cái tác nhân đó đi. Thế nhưng mà tế bào ung thư nó có hai đặc điểm. Một là khi mà trong cơ thể chúng ta có 1 triệu tế bào ung thư thì chúng ta mới phát hiện được. Y tế, ngành y mới phát hiện được. Dưới 1 triệu tế bào ung thư là không phát hiện nổi, là chúng ta đang ung thư. Hai, đó là tế bào ung thư nó sống khỏe gấp 3 lần tế bào thường. Vì vậy khi chúng ta truyền hóa chất hay là tia xạ thì nó sẽ tiêu diệt 3 triệu tế bào thường. Vì vậy khi mà những người truyền hóa chất hay là tia xạ, các bác anh chị thấy là thế nào? Đầu thì chọc hết, đúng không? Các dây collagen ở đây thì xệ xuống hết, má thì như má bánh đúc, mồm thì xệ ra, cầm đua ra, đúng không? Rồi chân tay thì lở loét. Đó là tác nhân của các hóa chất và tia xạ, nó tiêu diệt tế bào lành của chúng ta. Vậy thì khi sử dụng cái sản phẩm của chúng ta, đặc biệt là tế bào gốc này, thì nó làm thế nào mà lại có thể khống chế được? Đó là nó có cơ chế, tức là hướng đích, nghĩa là bao vây những tế bào ung thư đó, bao vây các tế bào ung thư đó, cắt nguồn viện trợ, tức là không đưa các dưỡng chất đến các tế bào mà đang bị ảnh hưởng, gọi là ung thư đó đi, và nó bị bỏ đói. Và chính bị bỏ đói đó cho nên nó cứ teo dần, và đến lúc nó đói quá thì nó bị ngỏm. Chúng ta không nói là sản phẩm ta chữa được ung thư, bởi vì thực tế từ trước đến nay, từ Tây y cho đến thuốc nam, chúng ta chưa bao giờ nói là tôi đã sáng chế được cái thuốc này chữa ung thư. Nhưng mà chúng ta khống chế, và từ nó lớn và nó không phát triển được, nó teo dần đi, dù chúng ta không nói là chữa được, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã khống chế được nó, thì cũng đồng nghĩa với là chúng ta chữa, đúng không? Nhưng mà trên phòng Zoom và tất cả các phương tiện truyền thông thì chưa nói là sản phẩm của tôi là chữa được ung thư cả, mà là hỗ trợ điều trị ung thư. Và như tôi nói vừa rồi ấy, rõ ràng là tôi chỉ nói vòng vo thôi, nhưng mà chính là chữa đấy ạ. Chính là chữa đấy ạ. Bởi vì nó khống chế, nó bỏ đói, và tế bào đó teo dần đi, thì chúng ta đồng nghĩa việc là chữa, đúng không ạ? Teo dần đi là khỏi rồi, đúng không? Thế thì đây là cái cách mà chúng ta hiểu vì sao mà chúng ta uống cái sản phẩm, những cái sản phẩm đặc biệt đấy, là cái tế bào gốc vạn năng của chúng ta đấy ạ. Là cái sản phẩm rất tốt đối với chúng ta. Nó hỗ trợ toàn bộ cơ thể chúng ta. Nói là vạn năng có nghĩa là tất cả trong cơ thể chúng ta, ở chỗ nào có vấn đề, tế bào hư, tế bào nằm im thì nó kích hoạt trở lại. Nó ngấm vào từ đáy của tế bào và nó giúp cho khôi phục các tế bào đó. Thì đây là một cái yếu tố chúng ta đường này, gút này, tim mạch này, xương khớp này, thần kinh này, hệ tiêu hóa này. Tôi sẽ giúp cho các vị rằng là sản phẩm của chúng ta PRP hoàn toàn có thể khống chế được, hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta từ một người có thể nói rằng rất là bi quan về tư duy, về tư tưởng, bởi vì bệnh quá nặng, thì sẽ trở lại một cái người có thể là tương đối bình thường nếu quá nặng, hoặc là bình thường nếu là không phải là quá nặng. Thì đấy là tôi muốn giao lưu với toàn thể bà con anh em, các quý vị trong phòng Zoom. Rất hy vọng rằng chúng ta đạt được đúng cái tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới. Đó là 3 yếu tố mà tôi nói đầu, nhưng mà yếu tố quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta sẽ tương tác với bạn bè của chúng ta để họ sinh hoạt cộng đồng giống như chúng ta hôm nay. Rất chúc mừng các quý vị hôm nay đã vào phòng Zoom, và rất nhiều các quý vị chưa được vào phòng Zoom thì chúng ta hãy truyền tải cái thông tin của mình bằng cái tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người, để chúng ta hiểu được, họ hiểu được, và họ được thụ hưởng những cái nền khoa học tiên tiến của thế giới như chúng ta hôm nay. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn MC rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, một lần nữa thì em xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Mọi người hãy gửi thật nhiều lời chúc mừng cho thầy Phan Bàn được không ạ? Một người thầy, một người có tấm lòng cho đi, vừa có tâm, vừa có tầm, mà lại vừa có tài, đúng không ạ? Hãy thật comment nhiều lời cảm ơn đến thầy Phan Bàn được không ạ? Tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều các phụ lục liên quan đến các vấn đề về chuyển hóa, liên quan vấn đề về gan, liên quan đến vấn đề về mật. Thì đương nhiên là thầy sẽ là người kết nối các chuyên đề đấy cho mọi người. Tiếp theo buổi Zoom ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một phần thứ 3 rất là tuyệt vời để chúng ta được giao lưu cùng với CEO của tập đoàn, đó là chính là anh A Hồng. Và ngày hôm nay là để kết nối chương trình thì em xin mời Miss Sunny sẽ lên là người translate cho thì CEO A Hồng để chia sẻ về tầm nhìn, vision và chiến lược cho thì tập đoàn cũng như là cho tất cả cộng đồng của PRP của chúng ta tại Việt Nam biết được không ạ? Xin mời. Hello. Xin chào thầy, cảm ơn thầy quá tuyệt vời. Và thầy nhìn giống như là trai 40 ấy. Không có một chút gì là bảo là trai 70 cả. Đấy. Cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái kinh nghiệm, kiến thức cho chúng em. Biết ơn thầy nhiều. Và biết ơn tất cả các anh chị hiện tại trong Zoom là 41 người ạ. Biết ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây em xin mời một người rất là có tâm và cũng là có tài ở thị trường của Đài Loan. Anh là CEO mà anh cũng là một người ở bên tập đoàn của Global Group, là đã đồng hành với tập đoàn là gần 10 năm nay rồi. Thì vì sao mà anh được bổ nhiệm